Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Vụ kiện liên quan việc Australia chấm dứt hợp đồng cho Nga thuê khu đất cạnh tòa nhà Quốc hội để xây dựng trụ sở đại sứ quán mới. Đại sứ Nga đã phản ứng trước đề xuất tại Thượng viện Mỹ khi coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow là một cuộc tấn công nhằm vào NATO. Cơ quan giám sát Liên Hợp Quốc cho biết, không có chất nổ nào được tìm thấy tại bể làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia như Ukraine đã thông tin. Phần Lan đưa vào vận hành một nhà ga vận tải lớn và ngay lập tức gặp sự cố vì Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu tháng 6 đến nay, căng thẳng ngoại giao giữa Australia và Nga đang nóng lên, sau khi chính phủ Australia thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất, xây dựng trụ sở đại sứ quán mới của Nga tại thủ đô Canberra, vì lý do trụ sở này nằm quá gần tòa nhà Quốc hội Australia, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh quốc gia. Việc này buộc Quốc hội Australia phải nhóm họp và thông qua một đạo luật cho phép hủy bỏ hợp đồng trên vào ngày 31 tháng 5 năm 2023, trên cơ sở quyết định của chính phủ. Tòa án Liên bang Australia đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng trên vì lý do tồn tại nguy cơ đe dọa tới an ninh quốc gia và bắt đầu tiến hành cưỡng chế giải tỏa khu đất từ đầu tháng 6 năm 2023. Phản ứng lại quyết định của Australia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc Australia đang thể hiện chủ nghĩa bài Nga cực đoan, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chính luật pháp Australia. Đại sứ quán Nga tại Australia đã khiếu nại mạnh mẽ về động thái này của chính phủ Australia và tiếp tục đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang Australia, đồng thời cử nhân viên trông coi khu đất, không cho phép chính quyền Australia tiến hành giải tỏa. Sáng ngày 23 tháng 6, cảnh sát Australia đã không thể tiến hành cưỡng chế giải tỏa khu đất này do gặp phải sự ngăn cản của các nhân viên đại sứ quán Nga, do các nhân viên này có quyền miễn trừ ngoại giao. Trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh, chính phủ đã nhận được các khuyên cáo rõ ràng về các nguy cơ hiện hữu do địa điểm này nằm quá gần tòa nhà Quốc hội. Do vậy, chúng tôi phải có hành động nhanh chóng để đảm bảo địa điểm này không trở thành một trụ sở ngoại giao chính thức của Nga. Thủ tướng Anthony Albanese cũng khẳng định, chính phủ đã bắt đầu quá trình lấy lại quyền sở hữu lô đất và hoàn toàn hợp pháp. Đây là vấn đề an ninh quốc gia theo lập trường của Australia, chứ không phải xung đột ngoại giao. Theo đó, chính phủ Australia đã đề xuất với phía Nga về việc chọn một địa điểm mới tại Canberra, cách xa tòa nhà Quốc hội hơn. Theo Bộ trưởng Nội vụ Australia Claire O'Neill, việc chấm dứt hợp đồng thuê đất với Nga là hoàn toàn cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Australia và cũng không ảnh hưởng đến đại sứ quán hiện nay của Nga. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói, suy đoán của các nhà hoạch định chính sách Mỹ rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật là vô lý và chỉ đổ thêm dầu vào thế đối đầu giữa Moscow và phương Tây. Phản ứng của đại sứ Nga được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Richard Blumenthal đề xuất nghị quyết lưỡng đảng, cho rằng Washington nên coi việc Moscow hoặc các đồng minh sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật là một cuộc tấn công vào NATO. Ông Antonov mô tả nghị quyết là một biểu hiện khác của lòng căm thù mù quáng đối với đất nước Nga, tuyên bố những người đề xuất nghị quyết này đang tìm cách kéo Washington sâu hơn vào xung đột Ukraine. Đây không chỉ là sáng kiến điên rồ duy nhất của các thượng nghị sĩ Mỹ chống Nga, ông Antonov nói, nhấn mạnh điều đó cho thấy những ai đang thực sự theo đuổi con đường dẫn tới một cuộc xung đột toàn cầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Đại sứ Antonov cho biết Nga luôn là cường quốc hạt nhân có trách nhiệm và không thay đổi học thuyết hạt nhân, trong đó quy định Moscow chỉ được sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn tại của quốc gia bị đe dọa. Ông Antonov cũng bác bỏ điều khoản khác trong nghị quyết thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Richard Blumenthal đề xuất kêu gọi việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus phải được xem là mối đe dọa đối với Ukraine và NATO. Chúng tôi đã không vi phạm nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi đã làm chính xác những gì người Mỹ đã làm trong nhiều thập kỷ, đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các đồng minh châu Âu, ông Antonov cho hay. Ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, y ngắn IAEA, đã bác bỏ tuyên bố của chính phủ Ukraine về việc bể làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị gài chất nổ. Y ngắn IAEA nhớ nhận được báo cáo về việc gài mìn gần ao làm mát. Tuy nhiên, không có quả mìn nào được tìm thấy tại địa điểm này, bao gồm cả ao làm mát. Ông Grossi viết trong một báo cáo về tình hình tại cơ sở điện nguyên tử lớn nhất châu Âu sau chuyến thăm nhà máy vào ngày 15 tháng 6. Người đứng đầu y ngắn IAEA cho biết một số quả mìn đã được xác định ở phạm vi bên ngoài vành đai của nhà máy và một số ít tại các địa điểm bên trong. Song, các nhân viên an ninh tại Zaporizhzhia giải thích rằng những chất nổ trong nhà máy được trang bị chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Mặc dù sự hiện diện của bất kỳ thiết bị nổ nào cũng đều không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn, nhưng chúng tôi đánh giá chất nổ tại những vị trí cụ thể đó sẽ không làm ảnh hưởng đến chức năng an toàn chính của cơ sở, ông Grossi nói thêm. Báo cáo của ông được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cố vấn của ông Mikhail Podolyak rằng Nga đã chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trước đó,
Tổng thống Zelensky viết trên Twitter cá nhân hôm 22 tháng 6 rằng tình báo Ukraine đã nhận được thông tin Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố bằng rò rỉ phóng xạ, đồng thời cho biết thêm rằng thế giới đã được cảnh báo, vì vậy chúng ta cần phải hành động. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Podolyak cũng tuyên bố rằng Nga đang xem xét một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn vào Zaporizhia để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, tạo ra một vùng xám không có dân cư và khai thác bể làm mát. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Zelensky là một lời nói dối, đồng thời khẳng định Nga đã hợp tác đầy đủ với Ingen AEA. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ phá hủy đập Kakhovka hồi đầu tháng, sự cố mà Ingen AEA mô tả là mối đe dọa tiềm tàng đối với nguồn cung cấp nước làm mát của Zaporizhia. Cách đây ít lâu, một trung tâm giao thông lớn có tên Kouvola Aati đã được khai trương ở Phần Lan, bao gồm một nhà ga đường sắt và ô tô. Theo nhà báo Mayori Van Leyen trong bài viết đăng trên ấn phẩm Railfed, trong quá trình triển khai dự án này, Helsinki gặp vướng mắc liên quan đến Nga. Tác giả bài phân tích cho biết, việc khai trương nhà ga đường sắt và đường bộ mới đã được mong đợi từ lâu, nhưng chỉ đến bây giờ nó mới sẵn sàng tiếp nhận các chuyến tàu và xe tải thường xuyên. Chuyên gia của tờ Railfed lưu ý rằng, một trong những lợi thế chính của Kouvola Aati là nhà kho khổng lồ, khiến chính quyền Phần Lan muốn sử dụng nó như một giải pháp thay thế cho các cảng biển. Ban đầu, nhiều người cho rằng nhà ga sẽ chủ yếu tham gia vào giao thông quá cảnh đến và đi từ Nga. Hàng hóa từ Nga không theo đường sắt qua lãnh thổ Phần Lan nhiều như kỳ vọng ban đầu. Quá trình phát triển dự án bắt đầu vào năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào năm ngoái. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng Ukraine và việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga đã làm gián đoạn kế hoạch của Phần Lan. Hiện tại khi đã hoàn thành, hàng hóa quá cảnh từ Liên bang Nga quá ít so với kỳ vọng ban đầu và hoạt động tiếp theo của nhà ga Kouvola Aati bị nghi ngờ rất lớn. Nhà phân tích của tờ báo Railfed cho biết, mọi thứ đã thay đổi khi hầu hết các công ty ở Phần Lan ngừng vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Nga. Do các vấn đề liên quan đến Nga, Phần Lan đã không thể đưa Kouvola Aati vào hoạt động như thông báo ban đầu. Giới chức quốc gia Bắc Âu này có lẽ sẽ phải quyết định sử dụng nhà ga vận tải mới làm cảng cạn thông thường. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.